đây đây, tiền của anh đây, tiền của anh đây. Được rồi, hay lắm, bây giờ mảnh đất này sẽ thuộc về cậu đó. Ôi, cảm ơn anh Diệu nha. Yeah, mình đã sở hữu được mảnh đất này rồi đây. Bạn bè biết mình mua mảnh đất này làm gì không? Tiếp tục mình mở một cái shop để kiếm tiền thôi. Mình hết tiền rồi. Cái đống này nãy là chính là 5 đô cuối cùng của mình luôn á. Và mình đã dọn qua cái khu nè. Nó rất gần nhà mình, lên mình có thể là gọi là đi ra buôn bán đồ các kiểu đều được hết. Shop Unomaly. Và mình đã bán được rất nhiều tiền đó. Và bây giờ mình sẽ mở thêm một cái shop mới, nhưng mà chưa biết đặt tên nó là cái gì hết. Nên nhưng mà thôi, cứ lấy gỗ trước đi đã. Sau khi đập xong hết đống gỗ đây thì mình tiếp tục là mình sẽ gọi là đập hết mớ này mới được. Đây, làm ra cái cúp cái mình cần dẹp những bớt những cái thứ xung quanh của mình đi à. Đây, cái lò nè. Đó, đập ra. Rồi, tới cái gọi là cái bàn chế tạo luôn. Mình sẽ để cho khu này trống trống một chút xíu để mình xây lên một cái shop à. Nè, he. Rồi, đây, đập luôn. Rồi, mình sẽ đầu xây shop rồi từ chỗ này đi. Đó, mình sẽ xây lên nè. Cái gì vậy? Ôi, một tên song trùng kìa. Ôi, nó nói cái quái gì vậy? Trời. Trời ơi, các bạn có nghe được gì không? Nó nói cái tiếng gì vậy? Trời ơi, mẹ em ơi. Trời ơi, tên song trùng to gà. Ơi, tao chẳng nghe mày nói cái gì hết, cái tên song trùng kìa. Rồi, cái tên song trùng này ngươi muốn cái gì? Ui, cái này đặt cái bảng ra kìa. Ui, mày nói nó kìa. Ui, đây, tôi muốn mua đồ. Ủa, ui, nó giữa đây kìa tiếp. Ui, một cái mũ gà. Ồ, để mình có coi, hình như cái tên này để giả dạng tô gà, nhưng mà ý, nó thiếu cái phần mũ kìa. Nó muốn mua một cái mũ con gà. À, được rồi. À, có gì ngươi quay lại sau đi. Ta sẽ kiếm cái mũ con gà ta bán lại cho ngươi. Đây. Ok, ý, nó bỏ đi luôn kìa, đúng là ghê này. Hình như nó tưởng mình là đồng loại song trùng với nó hay sao á. Mình xây shop tới đây, mình đã có đơn hàng đầu tiên rồi. Rồi, lắp thêm này nữa. Ồ, hình như là mình cũng gần xong rồi. Bên đây. Ủa, mình thiếu mất cục gỗ bên đây nữa rồi. Ôi, nãy giờ đi nào. Ây da, thôi được rồi. Mình đã hình như cũng gần xong được một cái shop của mình á. Nhưng mà giờ mình còn thiếu đó chính là cái mái nhà. Mình sẽ đi kiếm gọi là con cừu để làm cái len cừu mới được. Ý, làm cái mái nhà bằng len cừu mới được. Nhanh lên. Đây nè, cắt lông cừu. Rồi, nhà người có phải là song trùng không vậy? Cái tên mày kìa. Ui, nó tên một tên song trùng khác đó kìa. Đằng này là nguy lắm à. Ê, nó hỏi mình có phải song trùng không kìa. Tôi chính là song trùng đây. Vậy thì tốt lắm. Hiện tại ta đang cần thiêu một cánh tay để giả dạng thành tên huy đó. À, tôi đang mở một cái shop á. Tôi có thể bán tay cho ngươi được đó, cái tên kìa. Ồ, vậy thì tốt quá. Vậy khi nào shop ngươi mở cửa thì ta sẽ nghe qua shop của ngươi. Tên nó bỏ đi rồi, thôi. Mình có được đơn thứ hai rồi, đó chính là một cánh tay à. Cánh tay thì mình sẽ gọi là kiếm cánh tay nào ta. À, chắc mình sẽ làm cho tên nó một cánh tay robot đi à. Và cắt xong mấy lông cừu cái. Mình đã cắt xong lông cừu rồi nè. Đem về nhà xây cái máy cuối cùng cho cái shop của mình thôi. Được rồi, giờ xây cái màu đỏ lên trước nè. À, mình sẽ cho ra đây. Nhích ra ngoài đây một xíu rồi. Giờ tới cái màu trắng nè. Đây, tới màu trắng thì mình sẽ gọi là làm cho nó nghệ thuật một chút xíu à. Đó, cho nó nhích lên một miếng rồi tới màu đỏ tiếp theo nè. Đó, qua đây lên trên đây. Qua. Ê, chết rồi, nhà mình cắt cái này đi. Mình đặt cái này vô nữa là xong shop rồi nè. Giờ thì mình sẽ đi lấy những cái kệ được để gọi là trang trí trong cái shop của mình á. Đâu ta, như mình nhớ kệ mình để đâu trong đây nè. À, thấy rồi. Mấy cái kệ của mình đây rồi. Có kệ rồi. Sẽ lấy mấy kệ này để trang trí đồ à. Giờ thì mình sẽ đặt so le với nhau đi để cho dễ trang trí. Và đó, cho giống này nó lên xuống. Ê, qua đây đúng rồi. Giờ cái này ở trên nè, cái này ở dưới nè, cái này ở trên nè, mình sẽ có thể đặt được nhiều đồ hơn á. Ê, cái này nằm tay này mình nằm dưới đây nè, còn cái này nằm trên đây nè. Đó rồi, giờ mình tiếp theo mình sẽ đặt ở trên đây, mình có thể bán được nhiều đồ hơn. Nếu như mình đặt kiểu này á, mình có thể trang trí thêm được nữa. Đó, rồi chỗ này bên đây. Rồi, cái tiếp theo nằm bên này. Đó, vậy là ok đó. Mình có thể đặt thêm một cái kệ ở trên đây không ta? À, được luôn. Rồi, xong. Mình đã đặt xong những cái kệ rồi nè. Đi làm cái mũ con gà thôi nào. Ôi, dễ. Cái con nào đây? Sao đi? Lỡ. Nói vậy?
Hình như đây chính là sông trùng sầu riêng á. Sao mặt nó ngu quá vậy? Người tiếp ta có bị gì à? Lệ là cái gì? Trời ơi, cái tên mình gì chứ? Ủa, cứ cần một cái nó mà. Trời, đây là cứ cần một cái miệng mới. Ôi trời ơi, như mình hỏi nó cần một cái miệng mới, nó gật đầu kìa. Thôi được rồi, ta sẽ kiếm miệng mới cho ngươi ơi. Được rồi. Đây. Quèo cái gì đây? Đây cái tên này. Trời, cái tên. Rồi được rồi, ta biết rồi. Vậy là mình đã có được 3 đơn rồi. Quá tuyệt vời luôn. Dạ, nhưng mà đi làm cái bộ gà chứ đáp. Mình sẽ đi kiếm con gà. Con gà đây rồi. Đây rồi, kiếm mày nè gà. Đã có được lông gà rồi, đi kiếm thêm được. Mình cần thêm lông gà. Ủa, ở đây quá trời gà mày nè. Ồ, sẽ có lông gà liền mà. Ôi, đây. Mình cần xin ớt à. Ấy, lông gà. Con này nữa, lông gà luôn, 6 con rồi. Ủa, còn con nào nữa ta? Bên đây. Ê, mày đứng lại nha gà. 8 rồi, mình đã có 8 lông gà rồi. Mình nghĩ chắc đủ rồi á. Được rồi, giờ mình sẽ cần một cái mũ á. Hình như nhà mình có không ta? Để qua nhà mình xem thử cái. Lên trên đây kia rồi. Cái mũ kim cương của mình nè. Mình chỉ cần thêm một cái mũ thôi. Đâu rồi, lấy đó. Rồi, đã có mũ rồi. Được rồi, đặt cái bàn chế tạo ở đây. Rồi, giờ mình sẽ bỏ này vô nè. Rồi, đây rồi. Mình đã có được nón con gà rồi nè. Đã có được món đồ đầu tiên rồi. Các bạn nhìn cái nón gà này rồi, y chang con gà luôn. Món tiếp theo đó chính là bàn tay á. Mình cần làm cho sông trùng quy núp một cái bàn tay á. Được rồi, xuống dưới đây nè. Mình ở dưới đây mình có con robot. Mình có lấy được cánh tay của nó để gọi là làm một cái cánh tay cho cái gì ta, gọi là sông trùng quy núp à. Đây, được rồi. Ủa, mình ở đây mà sao lại có thêm một ha chi ở chỗ đó như vậy? Không lẽ đó chính là sông trùng ha chi à? Thôi chuẩn bị nha. Ôi, cái tên kia tại sao cười lại dạ dạng anh sông trùng ha chi vậy? Cái gì, người cũng là sông trùng mà, tại sao ta với người đều cũng chọn một đứa vậy? Đương nhiên gọi ta chính là sông trùng hoàn thiện rồi nè. Hay là người muốn ta giúp người không hả? Ôi, giúp ta sao? Được đây. Ây, nhưng mà ta muốn dạ dạng anh này thành một cách chuẩn nhất. Rồi, người hãy ghé shop của ta đi. Ta sẽ gọi là làm cho ngươi một cái mặt nạ ha chi để ngươi có thể giả dạng là thằng ha chi trong làng sinh tố này. Được lắm người anh em. Giờ thì ta đi đây. Nhớ là gặp nha. Ôi, tạm biệt. Đây rồi, con robot mình đang chết tạo đây. Mình sẽ lấy một bên cánh tay của nó. Mình sẽ lấy cánh tay bên đây được. À, cái cờ lê. Có cái cờ lê nè. Giờ thì táo cánh tay của con robot của mình ra được. Táo ra được rồi nè. Đây rồi, tay robot đã có rồi đây. Đây rồi, giờ bỏ nó qua đây nè. Là mình đã có thêm được 2 đơn xong rồi. Ủa, đơn tiếp theo của mình là cái gì ta? Mình quên. À, cái miệng cho sầu riêng. Và còn thêm một cái mặt nạ ha chi cho cái tên sông trùng ha chi giả dạng mình nữa kìa. Xin rồi, đi làm cái gọi là cái mẹ cho. Ôi, ôi trời, cái tên sông trùng hi ha nữa hả? Ơi, tôi chính là sông trùng và mở shop sông trùng ha chi đây. Cái gì? Bộ đồ giống tổng thống hi ha hả? Là cái tên này dễ định giả dạng tổng thống hi ha này. À, được rồi, để ta gọi là kiếm bộ đồ đó cho ngươi nha. Ôi trời, cái tên này nghe chẳng rõ được cái chữ gì hết. Được rồi, có gì ghé gặp lại ngươi sau. Rồi, giờ ta đi kiếm đồ cho ngươi nè. Thêm được một điều rồi, nhưng mà giờ mình sẽ đi làm cái miệng nói cho cái tên gọi là sầu riêng kia mới được. À, chắc mình sẽ gọi là đi đâu ta? Phòng tiếng SCP đi, mình có việc ở chỗ đó. Đây chỉ là vật liệu trắng để mình giúp mình làm răng với miệng cho cái tên kia đó, tên sầu riêng đó. Lấy ngay. Giờ thì mình cần thêm một cái nữa, đó chính là phần miệng á. Mình chắc mình sẽ đi kiếm mà cái gì ta? À, để mình nghĩ coi. À, đúng rồi, cái miệng màu đỏ mình lên đi kiếm hoa hồng thôi. Ở ngay chỗ nhà mình quá trời hoa luôn nè. Rồi lấy thôi. Ủa, cái nhà của mình phải đành phải lấy hoa hồng để làm miệng cho cái tên kia được. À, để mình coi. Được chưa? Đủ chưa? Thôi, đủ rồi á. Mình cần một cái bàn mới á để ép những món đồ vô mới được. Đây rồi, đây chính là cái máy ép đây rồi. Giờ mình sẽ dục hoa vô nè. Rồi dục cái này vô nè. Rồi, chuẩn bị đây. Ép nó vô thôi. Ấy cha! Mở ra nè. Ui, có rồi đây. Yeah, đây chính là một cái miệng nè. Giờ thì mình sẽ cất lên chỗ này mới được. Đây, chỗ trang trí thuận lợi luôn. Đó, để lên. Vậy là mình đã có được một cái miệng rồi. Giờ cái món tiếp theo của mình là cái gì ta? Nãy mình quên. À, đúng rồi, một cái mặt nạ ha chi. Được rồi, nếu như mặt nạ của mình là mình cần một cái màu đỏ nè,
một cái màu đỏ, một cái màu đỏ với một cái mặt nạ đó. Ý, màu đỏ như nãy mình dùng hết vô cái kia rồi, giờ phải lấy thêm được. Màu đỏ nè, đây, có màu đỏ rồi đây. À, đây, đổi ra cái. Rồi, giờ thì mình cần một ít tơ nhện để làm cái dây để đeo á. Đây rồi, tơ nhện đó rồi, mình cần một ít tơ nhện nè. Đó, đập ra, rồi. Đó, rồi, xong rồi, trời ơi, cái gì vậy? Ui, giác à. Then tell Diamond người cái người gặp tên Nagi xong trùng điện thoại. Trời, cái tên thằng này khó nghe quá nhưng mà đúng rồi, tôi là chi trong trùng lẹp lẹp nè. Ơi, mà cần cái gì vậy? Hãy giúp bán cho bà một món đồ tôi cần giúp về em đó chứ là cái đồ gì ta không cái có gì? Cái đồ giống vậy hả? Ồ, bán một món đồ giống tên giúp về em đó chính là cái đuôi á, đuôi cáo á. Ờ, ý được quá ta. Thì à, được rồi, được rồi, để tôi chấp nhận, tôi sẽ làm cho ngươi một cái đuôi cáo được chưa? Được rồi, đuôi hồi lắm, được rồi, cáo hơn nhiều. Ôi, nó đi rồi, nó đi rồi, trời ơi, làm giật hết cả mình cái tên song trùng này, chờ bọn này tới kiếm mình, để giúp bọn nó giả dạng từng người trong này nó số nhiều quá ta. Nhưng mà mình sẽ giúp hắn này kiếm một cái đuôi rồi mình à. Nhưng mà bọn này á mình chỉ tớm bọn lại dắt đâu có đuôi đâu mà tên này hắn ta bị ảo hay sao á. Được rồi, mình hình như mình kiếm cũng đủ chỉ á. Đi lên thôi, đi lên lên làm cái mặt nạ ha chi cho cái tên kia mới được. Rồi lên tới đây, giờ mình sẽ làm một cái mặt nạ ha chi nè. Rồi thêm một cái trên đây nữa y nhưng mà đây mới đúng nè. Đây rồi, đã có được rồi. Mặt nạ ha chi nè. Ủa sao nó làm sát bên ta kỳ vậy trời. Nhưng mà cái này đúng là mặt nạ ha chi rồi. Đi thôi, đi thôi. Mình sẽ đặt cái mặt nạ này của mình ở bên trên đây luôn. Đó, có cái mặt nạ rồi nè. Món đồ tiếp theo. Rồi từ, mình nhớ lại coi nãy giờ mình khá nhiều đơn à, mình còn thiếu đơn nào ta. À đúng rồi, bộ áo vest của tổng thống Hy ha. Trời ơi, xem tí quên mất cái bộ áo vest đó luôn. Mình sẽ đi qua nhà anh già để lấy nó mới được. Ui, nè nè, có nhà lục tủ ở đây. Có bộ quần áo nào không đây, có bộ quần áo nào không đây. Để coi trong đây coi. Ui, đây rồi, đây chính là bộ áo vest đây rồi. Đã có được bộ áo vest rồi. Ui, mong là tổng thống Bia không thấy chuyện này. Đi thôi. Có gì mình sẽ đổi thường cái tên kia là tên lấy cái bộ áo này của tổng thống mới được. Rồi bỏ à, mình sẽ bỏ lên trên đây đi. Đó lên nè. Giờ đã có thêm bộ áo rồi. Nón con gà, găng tay cho Nguyên nấp, mặt nạ cho Hachi, cái miệng cho Thầu Nguyên, và còn cái cuối cùng đó chính là cái đuôi cáo cho cái tên dắt song trùng kia. Được rồi, đi kiếm nó thôi. Ủa, đâu ta, hoa cam, chỗ này không có trời. Hoa màu vàng, đỏ nè. Ê, đây rồi, bông hoa màu cam nè. Đây, mình cần ít hoa màu cam đó. Ui, chỗ này quá trời, hoa cam luôn. Ngon. Đây rồi, hoa màu cam, đã có bộ màu cam rồi. Mình lấy thêm ít cái, lấy dư ra cái không là thiếu đó. Rồi, đủ rồi, mình nghĩ như đây là chắc đủ rồi đó. Món đồ tiếp theo tạo ra cái đuôi nó thật là mềm thì mình phải cần gọi là cái gì ta, cái gọi là bông gòn á. Các bạn thấy gì trên kia không? Đây chính là len cù cũng giống như bông gòn đó, nó rất là mềm. Mình sẽ xin nhẹ cái của tô gà. Địa điểm tiếp theo để coi, ghép hai cái này vô nè. Cái màu cam này được rồi, ép vô thôi. Nè, ra đuôi hồ ly nè. Có đuôi đây, trời, nó ra tới chín cái đuôi luôn. Ui, được quá ta, đây chính là đuôi cáo. Rồi, giờ mình sẽ để nó ngay chỗ này luôn nè. Mình đã đủ hết tất cả rồi, giờ mình sẽ treo cái bảng gọi là xốp song trùng ngay chỗ này thôi. Đây rồi, xốp song trùng nè. Xong giờ thì ngồi để bán hàng thôi. Sao rồi, có rồi đây. Ồ, hì hà, tới đầu tiên ở đây, đây. Đây chính là bộ áo vest nè, mặc vô đi. Wow, áo vest này đẹp thật đó, để mặc vô đi. Nó cũng giống tổng thống rồi đó. Đó, giống tổng thống đó, giờ trả tiền cho tôi đây, 50 đô. Được rồi, 50 đô của nhà ngươi đây nè. Ui, đây rồi, ui, nó đưa cho mình 55 đô luôn á. Trời ơi, cái tên này giàu dữ ta. Nhưng mà tôi trả đi. Được rồi, ngươi đi đi. Cảm ơn nhiều, ta đi đây. Ôi, không có gì hết đâu. Wow, có 55 đô rồi nè. Đếm tiền nè, có ai tiền rồi. Trời, tới phiền Nguyên nó bà. Có rồi, đây nè. Cánh tay robot của ngươi đây nè, mặc vô đây. Wow, cảm ơn nhà ngươi nhiều nha. Để ta gắn màu thư coi. Wow, nó có cánh tay rồi kìa. Ôi, nhờ nhà ngươi gắn cánh tay cho ta. Nên ta trả tiền cho nhà ngươi nè. Wow, đây bao nhiêu vậy? Ui, hình như đó chính là 30 đô luôn kìa. Thôi được rồi, bây giờ ta sẽ đi đây. Ui, trời ơi, mình được thêm 30 đô nữa, quá tuyệt vời luôn. Tới rồi kìa. Ui, chính là mình hả, nó tới đây lấy mặt nạ kìa. Xin chào người anh em, người có mặt nạ cho ta chưa hả? Có rồi, đây. À, đâu rồi, đây.
Đây rồi, đây nè, mặt nạ nè, ngươi đeo vô thử đi. Được rồi, ta sẽ đeo vô thử nè. Hắn đeo mặt lạ luôn kìa, nó chỉ che được khuôn mặt thôi, còn tay chân của hắn vẫn là quái dị thiệt luôn á. Hợp lý lắm, được rồi, ta sẽ trả cho người 20 đô nè. Được 20 đô luôn, một cái mặt nạ, ôi, cảm ơn nhiều nha, cảm ơn quý khách rất nhiều. Được rồi, ta đi đây. Hắn ta bỏ đi rồi, vậy là giờ mình còn gọi là ba món đồ tiếp theo, đó là cái nón gà nè, cái đuôi nè với cái miệng cho sầu nguyên nữa thôi. Ui, tên tô gà tới rồi kìa. Trời ơi, nó nói cái tiếng gì vậy trời ơi. Được rồi, đừng nói nữa, để ta lấy cho này ta biết rồi. Cái mũ nón tô gà của nhà ngươi nè. Đổi cho cái, ui, nó đưa cho mình 60 đô luôn á. Ui, rồi kìa. Ui, cái nón này hợp với ngươi đây. Nguyên một cái đầu gà luôn nè. Rồi, cảm ơn quý khách rất là nhiều đã ủng hộ nha. Cái tên này nó nói chuyện khó nghe thì chứ. Người tiếp theo không biết ai sẽ là người tới sầu quyên. Rồi, mình nghe tiếng là biết sầu quyên tới luôn á. Rồi, nó nhiều quá, được rồi, biết rồi. Đây, để mình lấy cái gọi là cái miệng cho nó nè. Đây rồi, nè, cái miệng nè, ngươi gắn vô cái miệng của ngươi đi. À, ngươi nói. Quê, nói cái gì vậy trời. Tôi gắn cái miệng vô kìa, bắt đầu đó. Không biết nói được. Trả cho ngươi 10 đô này. Nhận lấy đi. Mình nghe được rồi, mình nghe nó nói được rồi kìa. Trời, hên quá, có cái miệng này nó giúp nó nói được kìa. Cảm ơn quý khách nha. Tôi đi nha. Đi, vui. Trời, tất cả làm nó là khiến cho mình chạy làm theo luôn. Giờ còn một vị khách cuối cùng thôi. Lâu quá vậy. Xin chào người anh em nghe. Hello. Trời, nó tới kìa, mới vừa nhắc luôn. Đây nè, đây là món đồ của bạn đặt nè. Ồ, để hả, vậy được rồi. Bây giờ tôi sẽ đeo cái này vô. Hắn ta mặc cái đuôi vô rồi kìa. Trời, cảm ơn cậu nhiều nha. Có cái đuôi này đẹp thật luôn á. Trời, không có gì đâu. Tôi sắp tiền cái đuôi nè, mày không lấy đây. Ui trời, cảm ơn quý khách nhiều lắm nha. Trời ơi, chào tạm biệt. Chào tạm biệt. Ui, xong trùng giác cũng đã gọi là mua luôn cái đuôi rồi. Giờ thì mình đã có trộn một đống tiền luôn nè. Ồ, 239.000 ấy, 239 đô. Wow, quá trời tiền luôn. Được rồi, có tiền rồi. Đi mua đồ ăn, đi mua đồ chơi, đi mua mọi thứ thôi. Mình giàu rồi đây, đi thôi.